đi tung tăng tung tăng. Buổi sáng ở Vũng Tàu các bạn ơi. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình ăn sáng ở Vũng Tàu xong mình và bạn Diễm sẽ về Sài Gòn. Và bây giờ mình sẽ vô trong đây ăn sáng cà phê. Tại vì mình chạy ngang thì mình thấy là có rất là nhiều xe và du khách người ta tới đây để ăn sáng cà phê rất là đông. Cho nên là mình và bạn Diễm trải nghiệm thử xem là ở trong đây nó sẽ như thế nào mà thu hút khách tới đây ăn nhiều như vậy. Mình nghĩ là nó kiểu có view biển đẹp á. Đi vô. Đi vô phía trong này. Đây là Marina Club cà phê nhà hàng. Đẹp ha. Cái lối đi nó dốc chuỗi xuống vậy nè các bạn. Ở trước mặt mình là biển Vũng Tàu rồi đó. Nó liên với nhau ảnh ạ. Thông với nhau hết mà. Đi qua đây nè. Ôi hơi bị đông nha. Ê có tớ. Anh ơi. Hả? Có con tôm hùm đỏ Úc kìa. Đâu? Đây này, bên này nè. Ở trên đó. Ừ là con này nè. Bữa nói là cái con 4kg này. Chứ con này nó không to lắm nha. Con này, con này chắc 1kg. Có dịp mời bạn Ánh Cua đi review tôm hùm đỏ nha. Nghe nói ăn là sẽ tới ngay. Ồ, cái này là cái ở phía trên này là để người ta chụp hình, còn mình ăn uống mình xuống dưới phía này hoặc bên này. Bên này cũng được nữa này. Thôi mình đi xuống dưới đây đi ha. Kìa, ở dưới đó còn có sát bờ biển không kìa. Wow. Đông nhờ. Những cái bàn mà review đẹp thì đã có người ngồi hết rồi. Em hỏi ngồi kế được không? Còn bàn ở đây. Ngồi đây hả? Ở phía dưới là đã thấy hết rồi, full rồi. Tại vì ai tâm lý mọi người, mình đi mình cũng thích là ngồi view biển nên là mọi người tranh thủ mọi người ngồi hết. Các bạn có thấy là ở cái nhà hàng này rất là rộng luôn, còn ở phía trong rồi, ở phía bên kia rồi, còn ở dưới này nữa. Mà mình thấy là hình như chỉ có cái bàn này là trống thôi, cho nên chắc là phải ngồi đỡ ở đây, đây. Ở phía này nhưng mà nắng. Đây là menu ăn sáng ở tại nhà hàng Marina. Phở, hủ tiếu, bún, hủ tiếu hải sản, bò, bánh mì bò kho nè, cơm, hồi sáng không ăn cơm, bánh khòn. Chỉ có nhiêu đây thôi. Mà Diễm ăn cái gì? Chắc là ăn mì xào hải sản quá. Ở đây còn có bánh mì ốc la hay là bánh mì? Bánh mì bít tết 155.000. Đây là menu nước nha. Cà phê. Chắc uống cà phê thôi. Cà phê 65.000 một ly. Cacao sữa 70. Cabo 75. Các loại nước mát thì 85-90. Coi còn gì nữa. Kem. Kem sinh tố. Tráng miệng, nước ép. Cocktail. Đây đâu? Cái này buổi tối, dành cho buổi tối. Còn buổi sáng để mình chắc uống cái gì đó cho nó mát mát đi ha. Rồi bây giờ đồ ăn của mình và bạn Diễm ra rồi các bạn. Bữa ăn sáng của hai đứa rồi xong là mình về Sài Gòn nha. Thơm không? Rất là hấp dẫn cho con mực đi. Bên đó cũng có rồi. cùng khác ngó nhưng mà đứa nào cũng có hải sản, có mực nè, có tôm nè, trứng cút. Ăn tiêu không? Rắc chắc, rắc cho anh xin một miếng đi. Cái này là rau. Ê, ghét thì nói đại đi nha. Cái này là rau tầng ô, xà lách mình ăn với hủ tiếu. Nói chung là ra Vũng Tàu thì mình ăn hải sản nhiều hơn.
ngồi ăn sáng ngay view biển. Các bạn hôm nay ở đây rất là đông nha, cũng phải là ngồi đợi dữ lắm mới có được cái bàn này. Nhưng cái view đồ, như thế này. Đồ ăn làm cơ bản thì cũng không phải là quá lâu, nhưng mà rất là cũng hơi chờ 15 phút. Không tới. Chứ tới hả? Ừ. Bạn Diễm đói bụng quá cho nên là nghỉ thời gian nó lâu, chứ mình thấy ra cũng tương đối nhanh. Khách đông như thế này mà ra nhanh, ra như vậy là nhanh rồi đó. Rồi bây giờ mình mời các bạn nha, khoan nặng miếng chanh cái. Đây là địa chỉ của quán nè các bạn. Ở dưới này là bãi bãi Thùy Vân đúng không Diễm? Bãi Thùy Vân đúng không? Bãi trước, người ta hay gọi là bãi trước. Ừ. Số 3 Hạ Long. Ở đây là cái bên lan rừng á. Ừ. Hấp dẫn ha. Rồi thôi ăn thôi. Mình đi biển cho nên là uống trái dừa lạnh. Bạn Diễm thì sáng nào cũng phải có ly cà phê sữa. Ăn xong rồi về Sài Gòn ship hải sản. Cái nước ngọt ngọt rất là đậm đà. Này hủ tiếu dai nha. Ngon quá ha. Này là muối muối ớt xanh, mình sẽ chấm với dùng để có hải sản nè. Muối xanh ngon. Ngon. Bạn Diễm có hải sản chấm với muối ớt xanh cũng được nữa. Ở đây người ta trang bị sẵn cái đồ nem đây này. Nói chung là đồ ăn ở đây hương vị cũng ok mọi người ạ. Vừa ngắm view biển, vừa ăn sáng rồi ngồi đây cà phê. Ở phía dưới người ta đang tắm biển nè. Bây giờ là khoảng hơi trễ nha, 10 giờ sáng mà người ta vẫn còn tắm biển. Đi sớm thì người ta sẽ tắm đông hơn. Ở phía bên kia thì có người ta câu cá nữa. Tô ở đây cũng nhiều quá ha. Hải sản ở đây rất là tươi. Mình nghĩ nè, ở thành phố biển á, thường ăn hải sản là nó sẽ tươi ngon hơn. Nó không có thời gian để kiểu mà vận chuyển xa á. Tôm này có giống, tôm này ăn giống tôm Cà Mau nè. Tôm nhện cua nuôi á. Hay là tôm sú. Tôm sú, tôm thẻ hả? Nếu mà các bạn có đi Vũng Tàu á, ăn sáng như thế này nè, mình ngồi có thể là vừa ngắm view biển. Anh cua bới tóc lên vậy, lát ăn sáng xong rồi mình tắm biển xong rồi về cũng được. Vitamin C dạt vào luôn. Ngon. Đem ra kịp thời, nước còn rất là nóng, nước lèo á. Mình sợ hay sao? Không được á. Khoảng ở một nơi du lịch mà bữa sáng đông như thế này mà làm được hương vị như thế này là mình ăn vừa miệng rồi. Gió sáng nay không quá mạnh ha. Tại mình ngồi ở đây giống như bị mình ngồi đây nó khuất rồi á. Biển Vũng Tàu đẹp quá. Cho chấm ké hay là muối ớt xanh. Đúng rồi, hải sản phải chấm với cái này mới ngon. Mì xào người ta cho nhiều rau. Ăn món gì cũng vậy, mình thích rau nhiều á, ăn cảm giác nó ngon hơn.
không có, nó đỡ bị ngán. Rồi, mực nhiều lắm nha. Ăn mực hết không? Hết chứ. Yên tâm thì bạn Diễm lo quá. Rồi ăn không hết mà. Ăn sáng xong, cà phê xong, mình sẽ đánh xe đi một vòng bờ biển Vũng Tàu. Rồi ăn trưa này, ăn nữa. Nói chung là ra đây công việc thì ít mà ăn thì nhiều. Công việc thì chỉ khoảng 30 phút là xong, còn 2 ngày còn lại là ăn thôi mà. Nhưng mà thật sự ra đợt này á, anh cua cảm thấy rất là tiếc. Tiếc gì biết không? Ở ít ngày quá. Món ăn ngon ở Vũng Tàu vẫn ăn chưa hết. Nhưng mà mong là có dịp gần nhất là để mình ra đây mình ở vài ngày hơn, mình có thể là ăn kiểu càng quét ẩm thực ở tại thành phố biển Vũng Tàu luôn. Tại vì có còn rất là nhiều món mình chưa có thưởng thức được. Vừa sáng ngày mà đòi ăn cá cam nướng ở chợ đêm các bạn ạ. Ăn cá cuốn giấy bạc nướng cuốn bánh tráng. Nhưng mà buổi tối thì mình ăn mới thấy nó ngon. Con đó có 100 mấy à. No quá. Ai, uống nước đi. Bây giờ mình và bạn Diễm sẽ ngồi đây uống nước, ngắm cảnh biển chút xíu thì mới chịu về. Kiểu đây mát này, không có bị nắng chiếu này kia. Cảm giác rất là dễ chịu luôn á. Nước vừa ngọt, vừa xiêm, rất là ngọt luôn. Vừa xiêm đỏ. Hôm nay là cuối tuần nữa nên là mọi người ra đây cũng đông. Giống như là mọi người còn đi du xuân chưa hết Tết các bạn. Ăn Tết là hết mùng, hết mền. Người ta có câu là tháng giêng là tháng ăn chơi mà. Hôm nay mới rằm à. Một lát nữa mình chắc ra ngoài phía xa xa, ở ngoài bãi biển đẹp đẹp á, có những chiếc thuyền á, mình sẽ chụp cảnh biển làm kỷ niệm ha. Nói chung là cũng thơ mộng quá vậy. Thơ mộng quá vậy. Không phải, tại vì thời gian cũng rất là lâu rồi. Ngày xưa mình và bạn Diễm mà đi Vũng Tàu á là cùng thời sinh viên lận. Mà lần này là lần đầu tiên hai đứa mình là kiểu như là từ lúc mà ra trường tới giờ á, đây là lần đầu tiên mà mình trở lại Vũng Tàu á. Thì mình thấy Vũng Tàu thật sự thì nó khác hơn xưa, cũng khá nhiều. Cái dịch vụ du lịch này kia nó cũng phát triển hơn, nhưng mà có cái là thời điểm lúc này đang dịch này nên là cũng hơi vắng lặng một xíu. Nhưng mà giống như là các du khách đó nha các bạn, nếu mà mình đi dọc dọc á thì mình thấy rất là vắng, nhưng mà ở những cái tụ điểm mà giống như ở đây nè thì là giống như du khách người ta từ Sài Gòn ra hay là những tỉnh khác tới á, thì là tập trung ở đây nhiều. Tại vì Vũng Tàu thì có một số địa điểm để giống như để tập trung, để ra đây và để tham quan và ăn uống. Có người ta chỉ chạy ra Vũng Tàu ăn sáng rồi đi về. Rồi bây giờ mình và bạn Mang Diễm ngồi đây một chút xíu ngắm cảnh biển rồi chill chút xíu ha. Rồi xong rồi mình sẽ về Sài Gòn và anh cua cũng sẽ kết thúc video tại đây luôn. Mong rằng thời gian sắp tới các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ anh cua nha, và còn ủng hộ bạn Phan Diễm vẫn còn bán hải sản nha các bạn. Chứ đừng nghĩ là trước Tết bán rồi bây giờ không bán. Đi chơi nhưng mà vẫn bán nha mọi người. Thôi xin chào mọi người nha. Rồi hẹn các bạn ở trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Ôi trời, con chó nó lội xong kìa, lội biển kìa. Thấy không? Con Golden. Đó đó, nó quay lại rồi, nó quay lại rồi. Đang nước muối. Ôi cứng quá. Định tắm chơi một chút mà. Hồi nãy nó lội ra xa cái xong giờ nó quay lại rồi đó. Có chủ, dễ thương quá ha.